Vâng, xin chào bác, chào mừng bác trở lại với trang kính của Bình Dương. Trước tiên thì rất là cảm ơn luôn quan tâm tới bên em của em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh em cũng đăng ký kênh mà đó có phải một giấy video và nút biểu tượng quả chuông. Đây là cây đúc bù la mi phiên bản 590 được sản xuất thập kỷ 1950 size 145 bậc vàng của Pháp Sư Hàng Chuẩn Áo 1 nhá. Con này size 145, bác nào mà chắn cao mũi động sân đình mặt vuông dưới điền đeo cái này hết sảy luôn. Đặc biệt là bác mà khi nào bác có tuổi bỏ mắt lại đi, bỏ mắt màu nâu trà đi, hay mắt cận lão viết loạn để đối hết với cái kính giải quyết nhiều tính năng quan trọng, giá thành hợp lý là lý ví về giá hồ sao cho rõ. Để trước tiên vào phiên chính thì em có phần là chi ơn các bác đã ủng hộ em hơn 20 năm qua em bán tại nhà và ngoài Trường Chinh. Mức giá rất tốt bởi vì là em vừa nhập lô kính cổ đồ của đồ sơn đồ lính Mỹ hàng hơn 1.000 món đồ. Giá tốt, giá thấp, bán thấp. Năm thời điểm năm cuối năm ngoái thì do dịch Covid là không vận chuyển rất là khó khăn thì giá hơi cao thì bán hơi cao. Nhưng bây giờ giá thấp rồi. Thì bác có nhiều bác nhận được nhiều cái tin nhắn của điện thoại bác tâm sự là muốn chơi kính cổ đồ cổ xưa nhưng mà giá cao quá nên chưa đủ điều kiện chơi. Nay sẽ đủ điều kiện chơi kính cổ đồ cổ xưa với giá thành hợp tình, hợp lý, hợp lý các bác. Suốt từ giờ đến hết cuộc đời luôn. Ý lấy mì hay nhưng con này sang 145 nhá. Trước tiên đi vào phần giá cả thì bọn em sẽ đi chi tiết từ bên trong, từ đi tổng quan bên ngoài, chi tiết bên trong đều có phần ngoái cổ, lắc cổ, ngoái đầu, lắc đầu. Bác nào mà chán cao vượng sân đình mặt vuông trước điện đeo cái kính này là tuyệt đỉnh luôn. Ở cầu giữa nó có chuyện vuông và trong chuyện vuông này có cái chữ biểu tượng logo hãng từ ngày xưa. Lướt nhanh thôi nhá, vì hơn 20 năm qua em giới thiệu dòng này quá nhiều rồi. Cả phải 590, số 590 rất rõ ràng. Càng trái này là 20 phần nghìn, số hơi nhỏ. Bác nào mà xem video mà cảm thấy nó chưa rõ ràng thì yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo, sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình, chân thực của đó sản phẩm đó. Thật ra là các video này cũng nét rồi, bởi vì là trên cái mặt trên này của nó ấy, thì là nó hơi lấm tấm chít, hơi rôm chút đây nhá. Đây này, bên trái này ít thôi, không nhiều đâu. Chính vì thế giá thành nó rất là rẻ, giá là 6.800.000 hay gọi là 6.800k, giá là 6.800.000 hay gọi là 6.800k sản phẩm bán ra luôn luôn được qua chiếc bao tất toàn cầu trên toàn lãnh thổ bác yên tâm về giá cả và sản phẩm. Về thức buôn bán và thời gian bán hàng bên em luôn luôn ghi bên dưới video rồi. Bên trái này nhá, nó hơi lấm tấm một chút thôi, không ảnh hưởng gì ạ. Thế thôi, hai bên càng đều đẹp nhá. Bên càng này nó tí bên này vết là không ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì, khó nhìn lắm, rất mờ. 590, vâng, giá là 6.800.000 hoặc là 6.800k. Các bác mua đâu mua, nên mua bán tìm đến những cái địa chỉ lâu năm mà con trai am hiểu về kính cổ đồ cổ xưa, những nơi mà có hàng trăm cái kính cổ, hàng nghìn kính cổ, hãy đến đây để mua. Tư vấn rất nhiều về đồ cổ xưa, đồ gốm sứ, đồ đồng, âm thanh, âm chén, chân đạp cổ, xe máy cổ. Tuyệt đối không nên đi mua đứa con gái được thuê bán trên trang mạng xã hội mà còn 2 giây hở ngực trễ ngực. Thì những đối tượng đấy thì giấu địa chỉ, thay đổi địa chỉ và sử dụng những số SIM, số điện thoại là tam quý tứ quý đều là SIM khuyến mại, SIM rác. Rất nhiều anh em bị dính. Đây là hàng chuẩn âm 1 của Pháp Sư thập kỷ 1950-60. Những đối tượng mà bán lên lô kính vài cái, vài chục cái, như là 39 cái, 79 cái, con gái bán nó trước trôi chảy nhưng không am hiểu về kính cổ đồ cổ xưa thì hay bán hàng của Nhật là hàng châu Á, tức là Nhật châu Á là số thứ hai, thứ ba tái bản thường niên 92.000, nguy hiểm hơn, nó trà trộn hoàn toàn Trung Quốc vào. Thì đấy là cái điều mà rất nhiều anh em không tỉnh bắt đầu. Rất nhiều anh em ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng lên nhà em chơi giao lưu đồ cổ xưa mà đã chia sẻ với em rằng là đã bị dính đấy, tức là một tái bản mà hàng si mà là hàng bạc vàng khác. Thậm chí có một số trang kênh nó bán là kênh như thế này vàng đúc với giá 3-4 triệu, không có đâu, hàng tàu đấy. Thậm chí chính những cái trang, cái kênh đấy lượng đăng ký kênh rất lớn, 10.000 người, 17.000 người mới làm được 1 năm 2 năm thuê đơn vị thứ ba quảng cáo đấy, bản to gấp đôi bản này, gấp đôi gấp ba, bán giá 6.2-7.2. Tất cả dòng đúc bù la mi nó chỉ bản này hoặc to tí đạo nhá, không có cái chuyện mà to gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 4 lần mà bán với giá 6.2-7.2. Đấy là kính tàu Trung Quốc, rất nhiều anh em bị dính. Mua bán nên mục sở thị nhà có làm sao mình bạn được, tuyệt đối không mua bán ở nơi công cộng, cộng đồng, nhà ga, bến xe, xung quanh hồ Thuyền Quang, xung quanh hồ quán quán mập mờ amateur vớ vẩn, kể cả ra nước ngoài thế thôi, không nên mua cái địa chỉ công cộng, cộng đồng, tích cực luôn. Đấy là cái kinh nghiệm năm tháng mà buôn bán nước ngoài em ấy. Vừa rồi là các bộ chia sẻ quan điểm không lên lớp về đời, nhưng năm tháng công tác nước ngoài là em luôn luôn đến tận nơi luôn, chứ không bao giờ em mua địa chỉ vãng lai, kể cả quần áo hàng hiệu,
bản thân ngày xưa khi mà sang công tác nước ngoài bên nước Mỹ nhé, em mua cái hàng Levi's em đến tận hãng luôn, đắt tí cũng được, chấp nhận, như mình mua hàng chuẩn O1. Thứ hai, hàng chuẩn O1 bao giờ đắt hơn, bởi vì bác vẫn biết làm chuẩn O1 là nước sở tại, gia công của người đấy, chẳng hạn như của Levi's nước Mỹ, họ tính theo tiền đô, theo giờ làm, nên rất đắt. Còn nếu mua hàng của Levi's của Nhật, rất rẻ, chỉ 1-2 triệu, nhưng chất lượng không bao giờ bằng đâu. Còn nếu mua còn bỏ Levi's của Mỹ, nó phải ít nhất phải tầm 5-7 triệu, 10 triệu đổ lên, tùy theo thời điểm nó sell. Đấy, phải rõ ràng luôn như thế, tiền nào ở đấy thôi ạ. Của rẻ là của ôi, để nồi là không ngon, các cụ đúc kết rồi. Và rất cảm ơn các bạn xem video, và xin chào và hẹn sau. Bác nào mà chưa kênh em có thể nút đăng ký kênh và nút biệt động quả chuông để bước lên kênh, hệ thống nút sẽ gửi nhắn rất nhanh đến số điện thoại, báo được nhắn tít 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 tít. Đấy, các bạn lưu ý nhá, tất cả đối tượng bán kính cổ đồ cổ xưa mà mỗi số điện thoại không mà không địa chỉ, không nên mua bán nơi đó, bởi vì nó có rủi ro rất là lớn, rất nhiều anh em đã bị dính. Khi em đi thẩm định và định giá đồ là rất nhiều bác đã kể là nó hẹn anh ở bến xe buýt, nó hẹn anh ở cảng Hà Nội, rồi hẹn nửa đường, hẹn chân khu tập thể, chân chung cư, thế là đứt cước rồi. Vâng, xin chào các bạn.